Hi, xin chào bạn nha. Thì hôm nay thì đã qua lễ rồi thì có rất là nhiều bạn thắc mắc về việc là qua lễ rồi thì tại Thế Rộng điện máy xanh còn có chương trình giảm giá về điện thoại và cũng như các mặt hàng khác hay không. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến tất cả các bạn một video tham khảo về mức giá và cũng như là trình khuyến mãi hiện tại tại Thế Rộng điện máy xanh để các bạn xem tham khảo nha. Hãy ủng hộ Quyền bằng cách like video và đăng ký kênh ủng hộ Quyền với nha. Đăng ký kênh của Quyền là hoàn toàn miễn phí, không mất phí gì nha. Đăng ký để khi mà Quyền ra những chương trình khuyến mãi giảm giá nè tại Thế Rộng điện máy xanh, Quyền cập nhật liên tục để gửi đến tất cả các bạn sẽ nhận được thông báo ha, sẽ không bỏ lỡ bất kỳ chương trình khuyến mãi nào. Xin mời bạn cùng Quyền cùng nhau cập nhật giá của dòng điện thoại giảm giá tại Thế Rộng và điện máy xanh. Sản phẩm giảm giá thì đầu tiên thì Quyền muốn giới thiệu đến các bạn đó là dòng điện thoại của Xiaomi. Đây là Redmi A2 cộng các bạn nha. 2.790.000 giảm còn 2.390.000. Đây là dòng điện thoại giá rẻ mà Quyền nghĩ rất là đáng mua khi mà chúng ta có một nhu cầu cơ bản thôi, nghe rọi với lại lướt web hoặc là xem YouTube giải trí, thì đây là một trong những dòng điện thoại rất là ok các bạn nha. Đối với dòng điện thoại của Oppo A17K thì cũng đang giảm còn 2.090.000 các bạn nha. Giảm được 300.000, có hai màu sắc tại shop để chúng ta lựa chọn, đó là màu xanh và màu vàng. Ở bên đây thì chúng ta sẽ có những dòng điện thoại của Samsung cũng đang giảm giá, như là A04 3.490.000 giảm còn 3.090.000. Redmi 12C các bạn 3.090.000 giảm cho chúng ta chỉ còn có 3.490.000 thôi. Khá là ok các bạn nha. Còn có hai màu các bạn nha, màu xanh lá và xanh dương. Dòng điện thoại Redmi C51 mới ra mắt gần đây đang giảm cho chúng ta còn 3.490.000, giá gốc là 3.690.000 các bạn nha. Đó, có hỗ trợ góp 0% lãi suất hết các bạn nha. Ở đây A04S thì 3.90.000 giảm còn 3.490.000, có hai màu, màu nâu và màu đen để chúng ta lựa chọn. C53 với mức giá hiện tại là 4.290.000 giảm 200.000 đồng còn 4.900.000, có hỗ trợ góp không lãi suất cho chúng ta. Redmi 12 4GB 3.790.000 các bạn nha, giá gốc 4.290.000, cũng đang giảm cho chúng ta 500. Tại Thế Rộng điện máy xanh cũng có hỗ trợ góp luôn các bạn nha. Cũng đang có chương trình giảm giá mà nếu mà mua góp cũng rất là dễ dàng trong thời điểm hiện tại. Oppo A38 này các bạn, đây là bản màu đen, 4.190.000, giá gốc là 4.490.000. Có biên bản màu vàng cho chúng ta nữa nè, giảm được 300.000 đồng, cũng có hỗ trợ góp không lãi luôn. Đây là một trong những dòng điện thoại mới ra thì Quyền cũng có làm video review để gửi đến tất cả các bạn rồi. Samsung Galaxy A14 4GB 4.490.000 giảm cho chúng ta còn 4.900.000. Có tặng 2 tháng YouTube xem không có quảng cáo các bạn nha, chúng ta trải nghiệm 2 tháng. Có màu đen màu đỏ để chúng ta lựa chọn. Đối bạn Redmi 12 8GB thì chúng ta sẽ mức giá là 4.290.000 các bạn nha. Giá gốc là 4.790.000. Nếu mà học sinh sinh viên giảm thêm 100.000 nữa còn 4.190.000, có hỗ trợ góp luôn, không lãi. Máy thì chúng ta sẽ có hai màu để lựa chọn ha, màu đây là màu xanh và màu đen. Oppo A58 biên bản 6GB là 4.990.000 giảm còn 4.690.000, cũng có hỗ trợ góp 0% lãi suất luôn bạn nha. Chúng ta sẽ có biên bản màu đen là mặt nhám nha, còn biên bản màu xanh là mặt lưng bóng. Đối với dòng Oppo A57 thì chúng ta vẫn có chương trình giảm giá còn 4.190.000, giá gốc là 4.990.000, có hỗ trợ góp 0% lãi suất luôn. Nếu mà cô chú anh chị mình tìm một cái mẫu điện thoại có hỗ trợ mạng 5G giá rẻ, đó là Samsung Galaxy A14 5G là một trong những dòng điện thoại giá rẻ ha. Thường là cô chú lớn tuổi mình sử dụng cái dòng điện thoại này rất là ok nha. 5.190.000 giảm còn 4.490.000. Samsung rất là dễ dùng đối với người lớn tuổi ha. Có hỗ trợ mạng 5G luôn, sử dụng những tác dụng thông thường cơ bản như là xem phim, lướt web hay là chúng ta nghe rọi, chơi một số tựa game nhẹ cũng được luôn. Giá rất là tốt, 4.490.000. Còn đối với dòng điện thoại Xiaomi Redmi Note 12 các bạn nha, đây là nguyên bản 8GB là 5.190.000, giá gốc là 5.790.000, cũng đang có chương trình giảm tại Thế Rộng điện máy xanh cho chúng ta trong thời điểm hiện tại luôn nha. Cũng rất là ok cho các bạn mà đang quan tâm tìm kiếm dòng điện thoại để mà chúng ta vừa học vừa chơi. Ở đây là một trong những dòng điện thoại rất là đáng mua.
OPPO A58 thì giờ hôm nay vẫn có chương trình giảm cho chúng ta, còn 5.690.000, giá gốc là 5.990.000 và có hỗ trợ gốc 0% lãi suất. OPPO A58 thì có hai màu sắc để chúng ta lựa chọn, đó là màu đen và màu xanh các bạn nha. Máy này thì Quyền nghĩ là thích hợp với các bạn nữ ha. Với những các bạn mà đang là fan của OPPO thì mình nghĩ đây là một trong những dòng điện thoại rất là đáng mua trong tầm giá này. 5.690.000, máy rất đẹp nha. Vivo thì chúng ta sẽ có Vivo Y36 thì đang có chương trình giảm giá 300.000 đồng, giá là 6.290.000, giảm còn 5.990.000, có hai màu sắc để chúng ta lựa chọn nha, đó là màu đen và màu xanh, 5.990.000, có hỗ trợ góp luôn nha, và có cơ hội trúng suất học bổng trị giá lên đến 15.000.000 đồng, giảm 10% có hiểm người vỡ. Vivo Y36 128. Đây là Oppo A77s màu xanh, 6.290.000, giảm còn 5.990.000, cũng rất là đẹp nha. Cái dòng này Quyền cũng review rất là nhiều rồi về cái dòng này. Thiết kế máy cũng rất là đẹp nha. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với dòng điện thoại Xiaomi Redmi Note 12 8GB, mỗi nhớ trong 256GB. Đây là một trong những dòng điện thoại Quyền nghĩ là nếu mà các bạn đang là một trong những bạn học sinh, sinh viên mà có nhu cầu vừa học vừa chơi game thì đây là một dòng điện thoại rất là đáng mua nha. Tần số quét là 120Hz, pin 5000, sạc nhanh 33 và chip Mỹ, RAM 8 bộ nhớ 256 thì đáp ứng khá là ok cho cái việc học, chơi và cũng như là làm việc chúng ta luôn. Giá rất là tốt rồi, 5.790.000 thôi tại Thế Động Điện Máy Xanh. Samsung Galaxy A24 mà pin mạng 6GB, giảm được 600.000 đồng, 6.490.000, giảm còn 5.890.000, có hỗ trợ góp không lãi suất các bạn nha, tặng 2 tháng xem YouTube premium không có quảng cáo. Khá là tuyệt vời với một mức giá rất là hời các bạn nha. Y36 phiên bản 256GB là 6.390.000, giá gốc là 6.990.000, giảm được 600.000 đồng. Y35 màu vàng là 6.990.000, giảm còn 5.490.000 các bạn nha. Y35 okay. Oppo A78 màu đen và màu xanh, là hai màu sắc chúng ta lựa chọn là 6.490.000 các bạn nha, giá gốc là 6.990.000, giảm 500. Note 12 phiên bản Pro thì chúng ta sẽ mức giá là 6.790.000, giá gốc là 7.490.000 các bạn nha, chúng ta đã giảm rồi còn 6.790.000. A24 8GB 6.390.000 các bạn nha, giá đã giảm. Note 12 Pro thì có hai màu, màu xanh và màu đen. V27e 8.990.000 các bạn nha. Note 12 Pro 5G 9.490.000, giảm còn 8.790.000 các bạn nha. Còn bên đây là Oppo Reno 10 5G 128GB 9.990.000. Cái bên chúng ta sẽ mức giá của Samsung Galaxy A54 là 10.490.000, giảm còn 9.190.000. Reno 8T 5G 256GB là 10.090.000, giảm còn 9.990.000 các bạn nha. Giá giảm khá là sâu. Reno 12 256 là 10.990.000, có hai màu để chúng ta lựa chọn nha, màu xanh và màu đen. Rất là ok. Còn trên đây iPhone vẫn có chương trình giảm nha. iPhone 11 64GB là 10.690.000 nè. Mỗi 128 là 12.290.000 nè. Còn iPhone 13 128 là 16.690.000 nè. Còn bản 14 Pro Max 128 là 26.490.000 nè. Còn bản 256 là 29.190.000, vẫn đang có chương trình giảm các bạn nha. Tại Thế Động Điện Máy Xanh. Bài đăng Quyền vừa cập nhật cho các bạn xem tham khảo về mức giá và cũng như là chương trình khuyến mãi tại Thế Động Điện Máy Xanh. Thì cảm ơn video này sẽ mang lại hữu ích cho các bạn xem tham khảo nha. Các bạn nào thấy hữu ích thì đừng quên like, đăng ký kênh ủng hộ Quyền nha. Quyền xin rất là cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị bạn mình đã luôn theo dõi ủng hộ Quyền trong suốt khoảng thời gian qua. Xin chào và hẹn lại. Chúc cô chú anh chị mình nhiều sức khỏe nha và thành công trong năm 2023 này, kiếm thật là nhiều tiền. Xin chào và hẹn lại. Bye bye.